bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài bằng cách nào? Sáng ngày 26 tháng 9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Tại tòa, nhiều bị cáo khai nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan để nhận, chuyển 4,5 tỷ USD từ Việt Nam sang nước ngoài và ngược lại. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa sáng ngày 26 tháng 9. Các bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Peninsula, Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Acumen, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB. Cùng các bị cáo, Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chính phủ Đầu tư Square Việt Nam, Nguyễn Vũ Anh Thi, Tổng Giám đốc Công ty Chính phủ Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, Bùi Anh Dũng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chính phủ Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Lập hợp đồng khống giữa các công ty ma chuyển tiền ra nước ngoài theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại cáo trạng, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Lan giao cho công phối hợp cùng với Phương Anh. Chiêu Binh Keung Kenneth, luật sư, lập các hợp đồng y khống y mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài, đều là các công ty EMI thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thông qua các hợp đồng y khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống ngân hàng SCB. Dưới sự chỉ đạo của bà Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. SCB là công cụ chuyển, nhận tiền từ nước ngoài theo cáo trạng, đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng, thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng. Hoặc các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển tiền bị hệ thống tự động khóa, nhưng Võ Tấn Hoàng Văn, Chen Y Chung, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế. Từ năm 2012 đến năm 2022, bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Trong đó, có 21 công ty thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền 3 tỷ USD. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng. Tại tòa, các bị cáo cấp dưới đều thừa nhận hành vi như cáo trạng. Các bị cáo này khai chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và không được hưởng lợi gì. Bà Trương Mỹ Lan, SCB không có tiền để rút ra khỏi ngân hàng sáng ngày 25 tháng 9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Mặc dù theo hồ sơ và lời khai các bị cáo khác, bà Lan chỉ đạo rút hàng trăm tỷ tiền mặt trở về nhà riêng, nhưng tại tòa bà Lan nói SCB không có tiền để rút.